Chiều nay ngày 30 tháng 8 năm 2024 tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban tổ chức Đại hội Doanh nhân Họ Mai thành phố Hồ Chí Minh đã hội nghị lần thứ hai. Tham gia buổi họp gồm 7 thành viên, trong đó ông Mai Xuân Bình Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Họ Mai thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng Ban tổ chức. Nội dung buổi họp xoay quanh các vấn đề về công tác tổ chức Đại hội Doanh nhân Họ Mai thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm chọn địa điểm tổ chức, dự trù kinh phí, chuẩn bị nhân sự, kiện toàn nội dung văn kiện, công tác truyền thông và hậu cần. Trong phần đánh giá tổng thể, ban tổ chức dự kiến quy mô khoảng trên dưới 400 đại biểu tham dự. Ngoài việc chuẩn bị nguồn lực, Chủ tịch Mai Quốc Bình lưu ý một số điểm cần chặt chẽ. Trong đó công tác phối hợp các bộ phận được trong từng tiểu ban phải hết sức kỹ lưỡng chu đáo. Cũng trong buổi họp hôm nay, Chủ tịch Mai Quốc Bình cũng nhấn mạnh, song song với việc tổ chức đại hội doanh nhân thì cần chú ý đến vấn đề hiện thực hóa việc xây dựng nhà thờ tổ họ Mai khu vực miền Nam. Một việc cần chú ý nữa là, từ nay đến trước ngày diễn ra đại hội, hội doanh nhân họ Mai thành phố Hồ Chí Minh sẽ huy động nguồn quỹ để thực hiện việc tôn tạo sửa chữa một số địa chỉ nhà thờ hoặc từ đường họ Mai tại thành phố Hồ Chí Minh. Đại hội Hội đồng doanh nhân họ Mai thành phố Hồ Chí Minh dự kiến diễn ra ngày 1 tháng 12 năm 2024. Qua buổi họp này, Ông Mai Quốc Bình chủ tịch hội đồng họ Mai thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi các doanh nhân doanh nghiệp là con em dòng họ Mai đang sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh hãy đồng lòng, chung tay đóng góp, tài trợ, ủng hộ để đại hội doanh nhân họ Mai thành phố Hồ Chí Minh diễn ra thuận lợi và thành công. Nội dung hình ảnh: Mai Trường Sơn